Xin kính chào quý vị và các em học sinh. Cô là Bích Liên. Cô rất vui vì được đồng hành với các em trong chương trình dạy học trên truyền hình môn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Hôm nay, các em hãy cùng cô tìm hiểu bài học Khám phá sở thích khả năng của em. Với bài học này, cô hy vọng các em có thể đạt được những mục tiêu sau đây. Mục tiêu thứ nhất, trình bày được thế nào là sở thích, khả năng. Mục tiêu thứ hai, nhận diện được những sở thích và khả năng của bản thân. Mục tiêu thứ ba, xác định được những hoạt động phù hợp để thể hiện và phát huy sở thích và khả năng. Để việc học tập đạt hiệu quả tốt nhất, em hãy lưu ý chuẩn bị đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập. Ghi chép lại các nội dung bài học. Lựa chọn một không gian yên tĩnh và đủ ánh sáng. Giữ tư thế ngồi ngay ngắn để bảo vệ sức khỏe. Chúng ta cùng bắt đầu bài học ngay thôi nào. Đầu tiên, các em hãy cùng cô tìm hiểu phần sở thích và khả năng là gì? Để tìm hiểu phần này, cô muốn dành tặng các em một món quà. Đó là một câu chuyện rất ý nghĩa và bổ ích mang tên Ai thông minh hơn? Các em hãy lắng nghe câu chuyện và suy nghĩ về thông điệp của cô nhé! Tại lớp học của các bạn, cá, voi, khỉ và quạ, thầy giáo tổ chức cho các bạn tham gia hoạt động thảo luận để cùng nhau xây dựng kế hoạch dã ngoại cho lớp sắp tới. Cuộc thảo luận rất sôi nổi bạn nào cũng đưa ra được những ý kiến cho riêng mình cá bày tỏ mong muốn được đi cắm trại ở gần một cái hồ thật đẹp để bạn có thể thoải mái vẫy vùng với làn nước trong xanh voi và khỉ lại muốn tổ chức một cuộc thi đấu bóng đá với các loài động vật khác bởi bóng đá là môn thể thao mà các bạn yêu thích nhất riêng quạ lại muốn được tham quan bảo tàng lịch sử bởi với bạn lịch sử là môn học hấp dẫn nhất cuộc thảo luận không đi đến hồi kết bởi vì chẳng bạn nào nhường bạn nào cả thấy vậy thầy giáo liền nói bây giờ thầy sẽ tổ chức một cuộc thi nếu bạn nào giành chiến thắng sẽ giành được quyền quyết định nhưng để đảm bảo sự công bằng các em sẽ cùng làm một đề thi đó là trèo lên cái cây kia cuộc thi bắt đầu quạ là bạn tham gia thi đầu tiên quạ rất thông minh và nhanh nhẹn nên chọn cách bay một mạch từ mặt đất lên tới ngọn cây Thầy giáo rất bất ngờ và chấm cho quạ 10 điểm. Bạn tiếp theo thi đó là khỉ. Dù cái cây rất cao nhưng khỉ vẫn mỉm cười và tự tin mình sẽ nhanh chóng hoàn thành bài thi. Bởi vì ngày nào khỉ cũng luyện trèo từ cây này sang cây khác. Chỉ với một sự khởi động nhẹ nhàng, khỉ đã nhảy tót lên cành cây rồi. Tuy nhiên, thời gian hoàn thành bài thi của khỉ thì chậm hơn quạ một chút. Chính vì thế mà thầy giáo chấm khỉ 9 điểm đến lượt voi dự thi. Các em thử đoán xem, voi có thể trèo cây được không? Đương nhiên là không đúng không nào? Vậy thì voi có thể làm gì để có thể hoàn thành bài thi của mình? Bằng sự thông minh và nhanh nhạy, voi đã bước tới gốc cây, dùng cả thân hình đồ sộ của mình húc liên tục vào thân cây, làm cho thân cây rung chuyển, trao đảo và nhanh chóng ngã bật gốc nằm ngang dưới đất. Lúc này, vòi ung dung bước đi từ gốc cây lên tới ngọn cây và hoàn thành bài thi. Mọi người thật ngỡ ngàng trước sự thông minh và sáng tạo của bạn voi. Thầy giáo chấm voi 10 điểm. Tuy nhiên, sau khi cả ba bạn, quạ, khỉ và voi đã hoàn thành bài thi, thì cá vẫn đang hoang mang, lo sợ, không biết làm thế nào để hoàn thành bài thi cả. Cá nghĩ rằng chắc chắn mình đã thua cuộc rồi nhưng vào giờ phút quyết định ấy một điều kỳ diệu đã xảy ra voi khỉ và quạ đã dùng hết sức mạnh của mình để đẩy cái cây xuống dòng sông gần đó rồi thả cá xuống nước bà bạn cùng nói nào cá ơi bây giờ bạn hãy hoàn thành phần thi của mình đi nào để thi đến lúc này lại trở nên rất dễ dàng đối với cá cá bơi một mạch từ gốc cây lên đến ngọn cây và hoàn thành bài thi Đến lúc này thì cả bốn bạn đã hiểu ra mục đích tổ chức cuộc thi của thầy giáo, vui vẻ ngồi thảo luận với nhau, phân tích các phương án để có thể xây dựng một kế hoạch dã ngoại vừa ý nghĩa lại vừa phát huy được sở thích và khả năng của các bạn trong lớp. Câu chuyện của cô đến đây là kết thúc rồi. Các em hãy cùng suy nghĩ và trả lời những câu hỏi sau. Sở thích của các con vật trong câu chuyện là gì? Những sở thích ấy có giống nhau không? Các em có thể thấy rằng mỗi một bạn đều có những mong muốn khác nhau. Những mong muốn ấy xuất phát từ nhu cầu và sở thích của các bạn. Bạn quạ thì muốn đến bảo tàng lịch sử, bạn voi và bạn khỉ lại muốn tổ chức thi đấu bóng đá, còn bạn cá thì lại thích bơi lội. Vậy sở thích là gì các em nhỉ? Vì sao chúng ta cần nhận diện chính xác sở thích của bản thân mình? Chúng ta có thể hiểu rằng Sở thích là những hoạt động thường xuyên hoặc theo thói quen đem lại cho con người niềm vui và sự hứng khởi. Mỗi người sẽ có những sở thích khác nhau. Những sở thích ấy tạo nên sự độc đáo của mỗi cá nhân. Những sở thích không ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân, của người khác và của cộng đồng đều xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Chúng ta cùng quay trở lại với câu chuyện nhé. Các em thấy thầy giáo đưa ra đề thi như thế nào? Các con vật đã sử dụng khả năng gì để có thể hoàn thành phần thi? những khả năng ấy có giống nhau không các em nếu như quan sát tinh tế một chút em có thể dễ dàng nhận ra rằng mỗi một con vật có những khả năng khác nhau cá thì bơi lội rất giỏi voi thì có sức mạnh phi thường khỉ leo trèo rất tài tình còn quạ thì bay rất nhanh vậy khả năng là gì các em nhỉ làm thế nào để ta có thể xác định chính xác khả năng của bản thân các em hãy cùng theo dõi lên màn hình nhé Khả năng có thể được hiểu là cách mà ta áp dụng những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm mà ta có được để hoàn thành các công việc. Khả năng giúp chúng ta thực hiện hoạt động một cách dễ dàng và đạt hiệu quả cao. Mỗi người sẽ có những khả năng khác nhau. Các em hãy nhận diện chính xác khả năng của mình để có thể tự tin phát huy thế mạnh và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Như vậy, các em đã vừa cùng cô trả lời được câu hỏi Thế nào là sở thích, thế nào là khả năng? Vậy làm thế nào để các em có thể nhận diện chính xác những sở thích và khả năng của bản thân? Đầu tiên, em hãy khám phá sở thích của mình bằng cách trả lời những câu hỏi sau đây. Thứ nhất, môn học em yêu thích là gì? Hoạt động mà em yêu thích. Loại hình nghệ thuật mà em yêu thích. Hoạt động giải trí mà em yêu thích. Món ăn mà em yêu thích. Màu sắc mà em yêu thích môn thể thao mà em yêu thích. Các em đã có câu trả lời cho mình chưa? Sau đây, các em hãy theo dõi lên màn hình để cùng quan sát một số sở thích của bạn Hoa lớp 6A nhé. Trong các môn học ở trường thì bạn Hoa rất thích môn toán và môn mỹ thuật. Bạn thích tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Món ăn yêu thích của bạn Hoa là khoai tây chiên và gà rán. Ngoài ra, bạn Hoa còn rất thích chơi bóng rổ các em ạ. Hoạt động giải trí mà bạn Hoa yêu thích đó là xem phim vào ban đêm. Các em thấy sở thích của bạn Hoa như thế nào? Đầu tiên, cô khen bạn Hoa đã biết nhận diện được những sở thích của bản thân. Trong đó có rất nhiều những sở thích lành mạnh có thể giúp Hoa mang lại niềm vui trong cuộc sống. Chúng ta hãy cùng xem xét từng sở thích một nhé. Đầu tiên, bạn thích học môn toán và môn mỹ thuật sự yêu thích này được thể hiện ở việc bạn rất thích giải những bài toán nâng cao siêu tầm tranh vẽ vẽ tranh và tìm hiểu về hội họa cô tin rằng với tinh thần ham học hỏi thì bạn hoa không chỉ hoàn thành tốt môn toán và môn mỹ thuật mà còn có thể đạt được kết quả cao ở những môn học khác nữa các em ạ bạn hoa rất thích tham gia vào các hoạt động vì cộng đồng Cô tin rằng đây là một hoạt động rất ý nghĩa và bổ ích, vừa thể hiện được trách nhiệm của một người học sinh với cộng đồng, vừa mang đến cho Hoa những trải nghiệm vô cùng lý thú. Với các hoạt động thể thao, bạn Hoa rất thích chơi bóng rổ. Các em thì sao? Các em thích chơi bộ môn thể thao nào? Bộ môn bóng rổ có thể giúp cho các em có một cơ thể cân đối và một sức khỏe tốt đấy. Bên cạnh đó, thì cô cũng có một vài góp ý cho bạn Hoa như sau khoai tây chiên và gà rán đều là những thức ăn rất là thơm ngon tuy nhiên nếu chúng ta ăn nhiều thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe chính vì vậy mà hoa nên ăn thêm nhiều rau xanh và các món ăn khác nữa để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng xem phim cũng là một hoạt động giải trí được nhiều bạn nhỏ yêu thích tuy nhiên cô nghĩ rằng hoa nên sắp xếp thời gian xem phim hợp lý hơn để không ảnh hưởng đến sức khỏe khi thức quá khuya để xem phim đúng không nào vậy với mỗi sở thích của mình các em hãy xem xét xem sở thích đó có lành mạnh hay không sở thích lành mạnh là những sở thích không làm ảnh hưởng đối sức khỏe và sự an toàn của bản thân không ảnh hưởng tới thời gian mà các em học tập sinh hoạt hay tham gia các hoạt động khác đồng thời sở thích lành mạnh cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới lợi ích của người khác và toàn xã hội các em ạ chúng mình nên ưu tiên nuôi dưỡng những sở thích lành mạnh bởi những sở thích đó có thể giúp em bảo vệ sức khỏe học tập tốt hơn và có rất nhiều niềm vui trong cuộc sống. Như vậy, cô và các em đã cùng nhau trả lời được câu hỏi làm thế nào để nhận diện được sở thích của bản thân? Đã bao giờ các em tự hỏi, vậy khả năng thực sự trong mỗi con người mình là gì chưa? Cô tin rằng mỗi người sẽ có những khả năng đặc biệt khác nhau. Để nhận diện được những khả năng ấy, các em hãy thực hiện nhiệm vụ sau đây. Đầu tiên, em hãy liệt kê ra tất cả những việc mà mình có thể làm được. Ví dụ như hát, vẽ tranh. Trong số tất cả những việc em vừa liệt kê ra, việc làm nào em có thể làm tốt? Em hãy mô tả kết quả của những việc làm đó nhé. Ví dụ, học giỏi toán, nấu ăn ngon. Các em thấy không? Chỉ với hai bước đơn giản như vậy thôi là các em đã có thể nhận ra những khả năng của mình rồi đấy. Nếu như em còn băn khoăn về tính chính xác của những khả năng này, em có thể phỏng vấn thêm người thân của mình như thầy cô bạn bè, bố mẹ để có thêm những thông tin nhận xét bằng những câu hỏi như Bạn thấy mình có ưu điểm nào? Mẹ thấy con có thể làm tốt những công việc gì? Thầy cô thấy điều gì còn cần hoàn thiện và cố gắng hơn? Các em hãy tiếp nhận những thông tin phản hồi này một cách thật tích cực và chọn lọc những thông tin phù hợp cho mình nhé. Các em ạ, việc nhận diện chính xác sở thích và khả năng của bản thân sẽ giúp cho các em có những định hướng rõ ràng trong cuộc sống. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể xác định được những hoạt động phù hợp, phát huy sở thích và khả năng của mình? Các em hãy cùng đến với phần 3 nhé. Phát huy sở thích và khả năng của bản thân Trong hoạt động trước, các em đã cùng cô quan sát những sở thích của bạn Hoa lớp 6A. Vậy sau đây, các em hãy một lần nữa cùng cô giúp đỡ bạn Hoa xác định những hoạt động phù hợp bạn Hoa có thể tham gia để có thể phát huy sở thích và khả năng của mình. Bạn Hoa rất yêu thích môn học mỹ thuật. Bạn vẽ rất đẹp các em ạ. Bạn thường xuyên nhận được những lời khen từ những người xung quanh. Vậy bạn Hoa có thể làm gì để phát huy những sở thích và khả năng này? A. Hoa chia sẻ sở thích và khả năng của mình với mọi người. B. Hoa tham gia câu lạc bộ họa sĩ nhí của trường. C. Hoa vẽ tranh để gây quỹ từ thiện vì trẻ em nghèo. D. Tất cả các hoạt động trên. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét từng phương án nhé. A, chia sẻ sở thích và khả năng của mình với mọi người. Chắc chắn rồi, Hoa nên chia sẻ những sở thích và khả năng của mình với bố mẹ, với thầy cô và với các bạn để được tạo điều kiện giúp đỡ đúng không nào? Phương án B, tham gia câu lạc bộ họa sĩ nhí của trường. Chắc chắn đây sẽ là một lựa chọn rất sáng suốt và thông minh. C, vẽ tranh để gây quỹ từ thiện vì trẻ em nghèo. Cô tin rằng với hoạt động này bạn Hoa vừa phát huy được sở thích, vừa phát huy được khả năng của bản thân và đồng thời có những đóng góp tích cực cho cộng đồng. Đến đây thì các em đã biết phương án nào là phương án chính xác nhất chưa? Cô chúc mừng các bạn đã lựa chọn phương án D. Phương án D, tất cả các hoạt động trên là phương án chính xác. Các em thân mến, cô rất thích câu nói Con không ngốc, con chỉ thông minh theo một cách khác trong tác phẩm cùng tên của tác giả Lưu Tô Vĩ bởi cô luôn luôn tin rằng trong mỗi bạn đều có những khả năng riêng, những khả năng đặc biệt đang đợi chính các em khai phá. Để nhận diện và phát huy được những sở thích, khả năng của mình, các em cần lưu ý. Nhận diện chính xác sở thích và khả năng của bản thân. Em hãy tự tin về chính những sở thích và khả năng của mình. Hãy chia sẻ những khả năng và sở thích ấy với thầy cô, bạn bè, gia đình để được tạo điều kiện phát triển. Tích cực tham gia các hoạt động câu lạc bộ phù hợp với khả năng và sở thích của mình. Thường xuyên rèn luyện những khả năng của bản thân và chinh phục những thử thách mới. Như vậy, bài học hôm nay đã giúp các em trình bày được thế nào là sở thích và khả năng, giúp các em nhận diện được những sở thích và khả năng của bản thân. Đồng thời, các em cũng đã biết cách xác định những hoạt động phù hợp để thể hiện và phát huy sở thích và khả năng của chính mình. Để ôn tập và củng cố nội dung bài học ngày hôm nay, các em hãy cùng cô trả lời những câu hỏi sau. Câu 1. Những ý nào sau đây phù hợp với suy nghĩ của em về sở thích? A. Sở thích là điều mỗi người thích làm, có thể là đam mê. B. Sở thích khác nhau làm nên sự đa dạng. C. Có những sở thích lành mạnh và sở thích chưa lành mạnh. D cần tôn trọng sở thích lành mạnh của người khác. E, không nên có sở thích giống với người khác. Các em có băn khoăn với phương án nào không? Chúng ta hãy cùng nhau đi phân tích nhé. Sở thích chính xác là điều mà mỗi người thích làm, có thể là đam mê Việc thực hiện sở thích ấy có thể mang lại cho mọi người niềm vui và sự hứng khởi. Sở thích khác nhau làm nên sự đa dạng. Phương án này thì chúng ta không cần phải băn khoăn nhiều đúng không nào? Mỗi người sẽ có những sở thích khác nhau và những sở thích ấy tạo nên sự độc đáo của mỗi cá nhân. Phương án C có những sở thích lành mạnh và sở thích chưa lành mạnh từ việc đưa ra những lời khuyên cho việc thực hiện sở thích của bạn Hoa thì cô tin chắc chắn các em đã phân biệt được những sở thích lành mạnh và những sở thích chưa lành mạnh. Và chúng ta đã nói với nhau rằng nên ưu tiên những sở thích lành mạnh bởi những sở thích ấy có thể mang lại cho chúng ta niềm vui, sự hứng khởi, giúp chúng ta bảo vệ sức khỏe và có thể tiến bộ hơn trong học tập cũng như là trong những hoạt động của cuộc sống. Phương án D, cần tôn trọng sở thích lành mạnh của người khác chính xác đúng không nào mọi sở thích không làm ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân lợi ích của mọi người xung quanh và lợi ích của cộng đồng đều xứng đáng được tôn trọng phương án e không nên có sở thích giống với người khác các em thấy phương án này như thế nào em đã bao giờ từng hỏi mẹ ơi mẹ có sở thích gì chị ơi sở thích của chị là gì bạn ơi môn thể thao yêu thích của bạn là gì cô tin rằng sẽ có những sở thích giống nhau giữa chúng ta. Và thật may mắn nếu như những người thân của chúng ta có sở thích cùng với mình. Khi đó, các em có thể mời người thân của mình cùng tham gia các hoạt động để thể hiện và phát huy sở thích, đồng thời có thể tăng tính gắn kết giữa mọi người đúng không nào? Như vậy, phương án đúng cho câu hỏi này sẽ là A, sở thích là điều mỗi người thích làm, có thể là đam mê. B, sở thích khác nhau làm nên sự đa dạng giữa mọi người. C có những sở thích lành mạnh và chưa lành mạnh. Và D cần tôn trọng sở thích lành mạnh của người khác. Tiếp theo sau đây, em hãy nêu những thay đổi tích cực nhất của bản thân so với khi em còn là học sinh tiểu học. Trong học tập, em đã thay đổi như thế nào? Trong cách ứng xử với gia đình, bạn bè và những người xung quanh, em có những thay đổi ra sao? hoặc ngay trong chính những thói quen của bản thân đã có sự thay đổi chuyển biến như thế nào Tiếp theo, em hãy trả lời câu hỏi. Em tự tin và tự hào nhất về điều gì ở bản thân mình? Vì sao? Sau khi trả lời được ba câu hỏi này, em hãy thực hiện một thử thách nho nhỏ mà cô đưa ra nhé em hãy xây dựng một bảng thông tin để giới thiệu về sở thích và khả năng của em với mọi người xung quanh. Thật tuyệt vời nếu như em có thể viết thư, làm poster, quay video, vẽ tranh, sáng tác một bài thơ, thể hiện một bài hát để giới thiệu về những sở thích và khả năng ấy. Cô chúc tất cả các em có thể phát huy thật tốt sở thích và khả năng của mình, từ đó mang lại nhiều niềm vui trong cuộc sống và gặt hái được thật nhiều thành công thời gian trôi thật nhanh phải không đã đến lúc cô liên phải tạm biệt các em rồi cô cảm ơn tất cả các em đã chú ý theo dõi bài học ngày hôm nay xin chào và hẹn gặp lại các em ở những giờ học sau